Chào các bạn Có một hộ gia đình nhờ tôi tư vấn thay thế đường dây điện nguồn Từ việc thực tế này tôi sẽ chia sẻ cách chọn tiết diện dây điện cho phụ tải Đây là đường dây điện nguồn được cấp ra từ sau công tơ ngoài cột điện Và sẽ cấp vào cho hộ gia đình Bác chủ nhà chia sẻ đường dây này đã từng xảy ra chập và đã nhờ người nối lại Vị trí nối dây này trên đầu cột Lớp vỏ cách điện đang có hiện tượng nóng chảy, rất dễ xảy ra chập cháy. Đây là biểu hiện đường dây đang bị quá tải. Sau khi liệt kê các thiết bị điện trong gia đình và cộng công suất của các thiết bị lại thì được tổng công suất P bằng 5000 W, tức là 5 kW. Đối với điện 220 V, chúng ta sẽ tính như sau dây đồng có mật độ dòng điện cho phép là JD bằng 6 A trên mm vuông tương đương với 1,3 kW trên mm vuông đối với dây nhôm mật độ dòng điện cho phép JN bằng 4,5 A trên mm vuông tương đương với 1 kW trên mm vuông từ tổng công suất các thiết bị điện trong gia đình tôi đã cộng được P bằng 5 kW tức là bằng 5000 W Tôi sẽ áp dụng công thức để tính và chọn tiết diện dây điện cho gia đình. S bằng P chia cho JD. Tôi sử dụng dây đồng nên sẽ là JD. Trong đó S là tiết diện dây dẫn. Đơn vị tính là mm vuông. J là mật độ dòng điện cho phép. Đơn vị tính là ampere trên mm vuông. P là tổng công suất. Đơn vị tính là kW. Như vậy, áp dụng công thức, S sẽ bằng 5 kW chia cho 1,3 kW bằng 3,84 mm vuông. Vậy, tiết diện dây điện nguồn trục chính vào gia đình tối thiểu là 3,84 mm vuông. Trên thị trường có dây 4 mm vuông và 6 mm vuông. Để dự phòng phát triển phụ tải sau này, tôi sẽ sử dụng cỡ dây 6 mm vuông. Cách tính thứ hai, từ tổng công suất P bằng 5 kW, tôi sẽ áp dụng hai công thức sau. Một là công thức tính dòng điện I bằng P chia U. Trong đó, I là cường độ dòng điện, đơn vị tính là ampere. P là công suất, đơn vị tính là kW. U là hiệu điện thế 220V. Như vậy áp dụng công thức, I sẽ bằng 5kW nhân với 1000W chia cho 220V bằng 22,72A. Hai là áp dụng công thức tính tiết diện dây dẫn S bằng I chia cho Z đồng. S sẽ bằng 22,72 chia cho 6 bằng 3,78 mm vuông. Trên thị trường có các loại cỡ dây 4 mm vuông và 6 mm vuông. Tôi sẽ chọn dây 6 mm vuông để dự phòng tải phát sinh sau này. Như vậy là tôi vừa giới thiệu hai cách tính tiết diện dây điện. Từ hai cách tính trên đã cho ra hai kết quả tương đương nhau. Cách 1, tiết diện dây là 3,84 mm vuông. Cách 2, tiết diện dây là 3,78 mm vuông. Nên tiết diện dây điện nguồn sẽ chọn cho hộ gia đình này là 6 mm vuông. Đã tính dự phòng thêm tải sau này. Trong hai cách tính trên, các bạn có thể áp dụng cách tính nào cũng được, hoặc các bạn có thể tra bảng công suất chịu tải của dây điện mà nhà sản xuất cung cấp. Sau khi áp dụng công thức để tính tiết diện dây điện nguồn Tôi đã chọn dây điện có tiết diện 6 mm để thay thế. Các bạn lưu ý, nếu gia đình phát sinh thêm tải thì cần phải kiểm tra xem tiết diện dây nguồn có thêm tải được không để tránh trường hợp xảy ra cháy chập đường dây do quá tải. Video đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.